Thưa các bạn, bây giờ mới là 10 giờ 10 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023. Trung Hồ đang đứng tại sân thượng của tư gia nhà mình, nơi có ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt. Và đây là các bạn đang đón thấy những chậu hoa hồng của mình trồng trên sân thượng. Những chậu hoa hồng mà phải chịu một thời tiết khắc nghiệt nhất. Bây giờ mới có 10 giờ 10 phút mà nhiệt độ ở đây đã khoảng độ 35 đến 38 độ các bạn nhé. Mình không tiện đem cái nhiệt độ ra cho các bạn, nhưng các bạn biết là ở một nền phơi nắng như thế này, xung quanh toàn những công trình kiến trúc, mái tôn, xi măng, thì cái nhiệt độ tỏa ra ở một không gian này là rất lớn. Và cây hoa hồng của chúng ta thì như các bạn đã biết, không hề có sức chống chịu được nắng nóng, và nắng nóng luôn một cái thách thức đối với chậu hoa hồng này. Các bạn nói những chậu hoa hồng nhung nắng nóng bị xém lá, các bạn nói thế không ạ? Còn những cậu hoa hồng đào cổ thì chúng khỏe mạnh hơn và mình không thấy xém lá. Nếu các bạn nào ở vùng đồng bằng Trung Du Bắc Bộ và các vùng phía Bắc và Tây Bắc, thì theo dự báo thời tiết trong mấy ngày tới, hôm nay, hôm qua và hôm nay, mặt trời chói chang. Hôm qua có lúc nhiệt độ ngoài trời mình đo đến 45 độ, nhưng thời tiết họ báo là 37, 38 độ, nhưng ở trên chỗ này mình đo là trên 40 độ. Các bạn nhá, trên 40 độ. Và đây là những chậu hoa hồng mà đây các bạn nom, hoa hồng nhung đây. Thưa các bạn, những chậu hoa hồng ở trên tầng này đã gần 2 tháng nay chịu một nền thời tiết rất khắc nghiệt, và chúng đang chống chọi với một nền thời tiết, và đặc biệt là vùng cái mùa ẩm mưa rồi chúng bị sâu bệnh, cho mình đã cắt hết những cái cành ở dưới bụi, và bây giờ chúng đang lên như thế này, thậm chí còn chết mất rất nhiều cành cục bộ. Các bạn nói những cành cắt đây là cành chết cục bộ, và bây giờ chúng cũng đang lên mầm và lại vướng vào một cái nền thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Hôm nay, hôm qua và hôm nay là những ngày nóng nhất ở mùa hè năm 2023 mới bắt đầu các bạn nhé. Và nóng nhất là từ Tết đến giờ các bạn ạ. Và cái việc các bạn quan tâm đầu tiên là không được phép để thiếu nước ở những chậu hoa hồng như thế này, trồng trên một không gian nắng nóng như thế này. Tại sao mình lại quay cho các bạn xem ở cái địa điểm này? Bởi vì đây là một cái không gian nắng nóng nhất của tại tư gia nhà mình, mà mình nghĩ rằng cũng là nắng nóng nhất so với rất nhiều cái địa lý mà các bạn trồng những chậu hoa hồng cho các bạn. Bởi vì các bạn, đây mình trồng trên tầng cao, tầng 2 nhé, cách mặt đất khoảng độ 4 mét. Mặt trời thì liên tục chói chang, và thưa các bạn, những nền xung quanh thì mái tôn, các bạn nói, nó sẽ phả hơi nóng, và những công trình kiến trúc nó phả hơi nóng, rất là nóng. Cho nên những chậu hoa hồng như thế này, nếu các bạn chỉ đi chậm tưới nước thì là sẽ bị hỏng bộ rễ, cũng đồng nghĩa với việc như hôm qua Trung ông chia sẻ các bạn là mình chết mất gần 20 cây hoa hồng, và ở trên này là chết mất 4 cây các bạn nhé, vì việc chăm sóc không đúng. Mà lúc đó là thời tiết chưa nắng nóng các bạn ạ. Cách đây hơn một tháng mình đi, với đầu tháng cuối tháng 2 âm lịch, đầu tháng 3 nhuận, thì nó chưa phải nắng nóng mà khi bị thiếu nước nó đã chết. Nhưng đặc biệt năm nay là mình đã tỉa lại cho những cành này, dậm hết ở dưới gốc đi, không để xùm xòe nữa, và hy vọng để trong cái tán to bên trên cho nó rộng rãi, để cành này mình cắt hết đi, cây này các bạn nói không? Mình cắt hết đi, bây giờ chỉ để những cái lá này, cái nõn này. Và nếu không có gì thay đổi thì đến cái mùa hoa hồng chính vụ tiếp theo chúng lên rất mạnh, mà lên thì rất nhanh. Còn trước mình quay các bạn xem là chỗ này nó rất rậm các bạn nhé. Đây mặt trời các bạn nhìn, không hề có một gợn mây, nắng nóng gay gắt các bạn ạ. Và mình là ở tỉnh Bắc Giang, chắc chắn các bạn ở những vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Giang như của mình thì thời tiết cũng như thế này thôi. Và như mình vừa chia sẻ các bạn, việc chống nắng cho gồng có rất nhiều cách. Mình cũng đã viết bài trong những clip để chia sẻ các bạn, nhưng hôm nay nhân tiện đây mình lại chia sẻ tiếp mấy cách chống nắng đơn giản nhưng hiệu quả. Là các bạn, việc đầu tiên các bạn phải cho đủ nước các bạn nhé. Việc thứ hai là sau khi bắt đầu trời tắt nắng khoảng độ nửa tiếng, nghĩa là
mùa hè bây giờ thì trời tắt nắng thì nó vào khoảng 6 rưỡi. Thì các bạn nên sau khi tắt nắng có một tiếng, nửa tiếng hay hơn một tiếng, thì các bạn phun ướt hết cây cho mình. Ướt cây chứ đừng phun đẫm gốc nhé, đẫm gốc quá cũng không tốt. Mình chia sẻ với các bạn là tưới đủ nước chứ không phải thừa nước. Cho nên có ở một số bài viết mình đã chia sẻ các bạn này, cây bóng nắng này các bạn nên thả chìm bóng nước là chết ngay lập tức, chìm ngập cái miệng thùng xốp hay miệng chậu chết ngay. Cành hoa hồng thì cắm trong loạn mùa hè được một ngày, thế nhưng những chậu hoa hồng này ngâm rễ xuống nước, ngâm rễ xuống nước các bạn nhé. Mới đầu thì chúng ta từng hình dung logic là nó sẽ hút nước lên, thế nhưng chỉ 3 đến 4 tiếng sau các bạn không vớt cái hoa hồng lên thì bộ rễ bị hỏng, không hề được cứu chữa, không thể cứu chữa nhé. Bởi vì khi nơi nóng gay gắt thì cái việc tuần hoàn nước ở trong cây hoa hồng là rất quan trọng. Và không biết lý do tại sao mà ngập nước, cho nên một số chậu hoa hồng bị ngập nước, cho nên khi nắng lên cay tê héo rũ ra là như vậy các bạn ạ. Và một điều chống nước thứ hai nữa, chống nóng cho chậu hoa hồng là sáng dậy các bạn cũng phun ướt đẫm đều cho mình nhé. Ướt đẫm cây, ướt đẫm thân lá cành chứ đừng là phun vào gốc nhiều các bạn ạ. Nước ở gốc chỉ vừa đủ thôi và sẽ giúp cây hoa hồng có cái sức lực để chống chọi với cái nắng gay gắt này. Bởi vì mình nghĩ rằng nếu các bạn có che đậy thì là rất tốt. Thế nhưng mình nghĩ rằng như của mình thế này thì lấy gì mà che đậy hả các bạn? Còn nếu các bạn khả năng có thể có một vài chậu thì nắng gay gắt này các bạn đừng để ở sân nắng mà các bạn kéo nó vào trong cái râm mát. Đó cũng là một biện pháp chống nắng tốt cho hồng. Và khi các bạn chống được nắng tốt, nóng tốt cho hồng thì cái hồng của bạn vẫn phát triển. Đặc biệt ở tiền điểm hiện tại các bạn không nên cho ăn bất kỳ một thứ gì, chỉ cho nước vừa đủ, bởi các bạn cho những chậu hoa hồng nó cũng không ăn. Thưa các bạn, trên đây là những hình ảnh trực tiếp chậu hồng quay từ sân thượng của nhà mình. Bây giờ là gần 10 rưỡi các bạn nhé, tầm có 10 giờ 20 phút gì đó, trời nắng gay gắt và nhiệt độ, nếu anh em có nhiệt độ ra đây thì có thể đến 40 độ các bạn ạ. Mà bây giờ mới là chưa đến 10 rưỡi. Và để chống nắng trong chậu hoa hồng, đặc biệt là các bạn ở những vùng đồng bằng Trung Trung Bộ, nơi chậu hoa hồng đang sinh sống, có nền nhiệt độ và thời tiết giống chậu hoa hồng, thì ngay từ bây giờ, ngay sau khi xem video này, các bạn hãy chống nắng cho những chậu hoa hồng của mình mà theo kinh nghiệm mình vừa chia sẻ với các bạn. Chúng rất cảm ơn các bạn đã dành ít phút xem hết video này. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, các bạn hãy cho Trung Hồng xin bật like. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để các bạn ngay sau khi Trung Hồng phát sóng, các bạn sẽ được xem những video mới nhất về kỹ năng, kỹ thuật chăm sóc hoa hồng, đặc biệt là những chậu hoa hồng đang được trồng ở trong chậu. Một lần nữa, Trung Hồng xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.